Trong những năm gần đây, rừng ngập mặn đã dần biến mất với tốc độ chóng mặt. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự tàn phá của con người và ô nhiễm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Xu hướng sử dụng nhựa cho hầu hết mọi thứ ngày càng gia tăng này đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể ô nhiễm rác thải nhựa trên toàn cầu, có tác động tàn phá đến tất cả các môi trường tự nhiên của chúng ta. Trong những năm gần đây, một mối đe dọa thậm chí còn đáng sợ hơn được phát hiện trong hệ sinh thái của chúng ta, đặc biệt là trong rừng ngập mặn. Hạt vi nhựa, mảnh nhựa với kích thước rất nhỏ từ 5mm đến 10nm đang được sử dụng rộng rãi trong các đồ gia dụng và chất mài mòn công nghiệp như kem đánh răng và mỹ phẩm, cũng như trong các loại vải mà các nhà sản xuất đang sử dụng để sản xuất quần áo hàng ngày của chúng ta. Các con sông mang rác thải nhựa và nước thải sinh hoạt có chứa vi nhựa từ các thành phố và thị trấn vào đất liền, ra biển và các khu rừng ngập mặn. Ngoài ra, rác thải nhựa từ hệ thống quản lý chất thải kém chất lượng, rác thải du lịch, lưới và dây câu, hoạt động công nghiệp và nuôi trồng thủy sản góp phần gây ô nhiễm đại dương và rừng ngập mặn của chúng ta với 8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm. Hơn nữa, chất thải nhựa và các hạt vi nhựa được giữ lại trong trầm tích của rừng ngập mặn phải mất hàng nghìn năm để phân hủy. Rác thải nhựa làm cho cây ngập mặn không có chỗ nào để bám rễ, khiến cho quá trình hô hấp của cây thông qua hệ thống rễ gần như không thể. Cuối cùng, cây ngập mặn sẽ bị ngạt và chết. Thật không may, nhiều loài động vật, sinh vật biển và các loài chim nhầm rác thải nhựa và vi nhựa thành thức ăn. Sau khi ăn phải, nhiều ảnh hưởng đáng kể đến quá trình hô hấp và tiêu hóa của sinh vật, và nghiêm trọng hơn là dẫn đến cái chết của động vật, chim hoặc cá. Tác động trước mắt của ô nhiễm nhựa là sự phá hủy các môi trường sinh thái quan trọng trong các khu rừng ngập mặn. Sự mất mát này ngày càng phá hủy môi trường sống thiết yếu và chuỗi thức ăn của nhiều loài xem rừng ngập mặn là nhà. Nếu chúng ta không làm gì ngày hôm nay để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm này, trong tương lai rất gần, một số sinh vật rừng ngập mặn độc đáo chắc chắn sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, tác động của ô nhiễm nhựa không chỉ dừng lại ở đó. Khi con người ăn hải sản, những động vật đã ăn các hợp chất nhựa độc hại trong các khu rừng ngập mặn. Những hạt vi nhựa này có thể gây ra các bệnh mãn tính, ung thư và các bệnh chết người khác. Trong nỗ lực cứu rừng ngập mặn và môi trường khỏi sự ô nhiễm độc hại của rác thải nhựa và vi nhựa, nhiều quốc gia đã đưa ra các chính sách mới nhằm giảm thiểu việc sử dụng các loại nhựa này. Vương quốc Anh thực hiện thu phí khi sử dụng túi ni lông. Quốc đảo Singapore nối không với túi ni lông. Tuy nhiên, cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa không thể chỉ phó mặc cho chính phủ được, mà mỗi chúng ta đều có vai trò trong việc hạn chế rác thải nhựa bằng cách thay đổi thói quen và ý thức trong việc mua và thải bỏ hộp nhựa, các bạn nhé.